Trưởng lão Thích Thông Lạc: cái học hiểu á, thứ nhất là chúng ta phải hiểu cho cụ thể rõ ràng. Hôm nay có một cái điều kiện mà thầy xin nhắc lại cho mấy con biết, từ khi mà thầy tu tập thì có cái sức mà làm chủ rồi đối với cái sự mà cái cơ thể của thầy rồi, thì trong thân thầy là một cái thân cũng nhân quả như các con bình thường thôi. Nhưng có cái điều gì mà nó xảy ra cho thân thầy như là những cái trạng thái bệnh đau thì thầy có đủ sức làm chủ. Nhưng mà hầu hết là tất cả các Phật tử đều quên rằng thầy là người đã làm chủ rồi, chứ không phải làm chủ được bệnh của thân trên thân của mình rồi. Nhưng mà hầu hết đã có nhiều người muốn thầy được sống lâu, cho nên đem cúng dường thầy, nào là sâm, nào là thuốc bổ, đủ thứ. Nhưng cuối cùng thì thầy không dùng một cái thứ gì, toàn bộ những cái điều kiện đó thầy thấy trên cuộc đời nay người ta gọi là bổ, nhưng mà không bằng cái phương pháp của Phật. Thầy thấy rõ ràng là không bằng phương pháp của Phật. Vì cái sự phục hồi lại cái sức khỏe của mình, cái sự hao tổn cái sức khỏe của mình thì mình đã biết cách phục hồi rồi, mà biết cách phục hồi thì nó còn bổ hơn là thứ thuốc bổ nào ở trên thế gian này. Đối với cái người mà bình thường mà chưa có đủ cái khả năng mà tu tập như Phật như thầy á, thì người ta không làm được, cho nên người ta sử dụng thuốc bổ này kia. Nhưng mà cuối cùng có thuốc bổ nào mà để cứu họ sống dai đâu. Nhưng nếu mà có những cái thể loại thuốc bổ đó thì chắc vua chúa người ta sẽ sống mãi, người ta đâu có chết được. Cho nên đối với thầy, dù là sâm nó cũng là ở ngoài đời thì người ta nghe nó là quý, nhưng đối với thầy nó chẳng qua quý gì hết, nó chỉ là những cái củ cây để cho chúng ta chúng ta bị lừa đảo. Nói chung là chúng ta bị lừa đảo để họ lấy tiền thôi, chứ thật ra nó cũng chẳng có bổ gì đâu. Còn về vấn đề bệnh á, thì nó là nhân quả rồi, mà thầy đã làm chủ được nhân quả thì cái bệnh không bao giờ. Cho nên ở đây phần nhiều là thầy biết cái lòng của Phu Nghiệm, cổ thường cổ biết làm thuốc bắc, cổ hay làm thuốc, cổ gửi, cổ nghe thầy nói ho thì cổ gửi làm thuốc bổ, thuốc ho, thập toàn đại bổ gì đó, cổ gửi cúng dường thầy. Nhưng mà toàn bộ phần nhiều là thuốc ho bị thầy bỏ hết. Cho đến hôm nay còn một bọc rất lớn như thế này, thầy cũng vẫn còn nguyên. Trước kia thì nó có một lần là trong mùa mưa, cái thuốc đó nó bị móc, rồi thầy phải bỏ. Còn cái thuốc bổ thì cho quý thầy, thuốc bổ thập toàn lại bổ đó, thầy cho quý thầy. Còn thầy chẳng uống chiên nào hết. Cho nên thật sự hôm nay thầy nói cho quý Phật tử hiểu rằng đối với thầy thì chỉ còn có cái năng lực, năng lực để mà cứu thầy, tức là cái dục, cái ý túc, cái thần lực đó mà cứu thầy. Cho nên thầy sống, thầy chết là do cái bốn cái thần lực này. Mấy con yên tâm, thầy biết lúc nào thì đi, mình biết lúc nào thầy ở. Thầy đã tự tại trong cái sự sống chết của mình rồi, thầy không còn ngại gì vấn đề mà bệnh đau nữa. Cho nên mấy con đừng có làm thuốc, đừng có làm cái gì hết. Và đồng thời thứ nhất thầy nhắc nhở, thứ nhất là cái gương của thầy đã làm chủ được, đã làm chủ được. Mà mấy con gửi thuốc thì mấy con tưởng tượng là thầy uống thuốc sao? Thầy đâu uống thuốc, cho nên mấy con cũng bị phí công mất đó. Và đồng thời thì mấy con lại gây ảnh hưởng, thầy tùy thuận thì nhận để mấy con đừng buồn. Nhưng mà sự thật ra thì thầy không uống một viên nào hết. Do đó mấy con biết rằng khi mà nhận thuốc thì mấy con nghĩ rằng chắc thầy uống thuốc, thầy uống thuốc thì mấy con làm. Và mấy con làm thì ngay đó mấy con sẽ mất niềm tin ở cái phương pháp của Phật. Tại sao? Tại vì mấy con nghĩ thầy còn uống thuốc, cho nên mấy con thấy rằng thầy chưa hẳn làm chủ được bệnh của mình mà. Cho nên mấy con đã tự mất niềm tin, đánh mất niềm tin. Và đánh mất niềm tin thì mỗi lần có đau thì mấy con lại đi uống thuốc. Các con hiểu điều đó chưa? Còn mấy con còn niềm tin ở thầy, đau mấy con đừng sợ. Thầy thấy vừa rồi có bác Hàng ở đây, bác cũng lớn tuổi rồi. Bác ăn bánh chưng nhiều hay như thế nào đó, bị gì ưa thích rồi ăn nhiều, vì do đó cái bụng nó yếu cho nên bác đau bụng. Bác đau bụng thì đêm đó thì có một người chạy vô kêu cô Út. Cô Út đến gọi thầy ra thì thầy thấy cái bệnh của bác thì nó không có gì, thầy thấy nó cũng đơn giản, nhưng mà rất tội nghiệp là bác không có bình tĩnh được, mà cứ ôm bụng mà quên ôm pháp, rất là tội. Tại vì trong lúc đó thì chỉ cần ôm pháp mà thôi. Nhiều khi trong lúc đau như vậy đó thì chúng ta cố gắng, chúng ta dựng thân lên ngồi kiết già, ngồi xếp bằng lại. Nhưng mà lúc bây giờ nó đau quá rồi, ngồi cũng không được, chỉ còn có biết đau thôi thì quá tội. Cho nên vì vậy mà thầy thấy là ngay lúc bây giờ chúng ta hãy tập sừng sừng. Khi mà gặp những chướng ngại như cảm thọ đó thì chúng ta tập sừng sừng đó.
cánh tay chúng ta là cái phương pháp, hoặc là cái hơi thở chúng ta là phương pháp đối trị. Chúng ta ôm cho chặt, đau mặt đau mà cứ ôm hơi thở, hoặc là ôm cánh tay chúng ta đưa ra đưa vô cho chặt, thì chúng ta sẽ diệt được cái bệnh ngay tức khắc, không còn khó khăn gì nữa. Đó là những cái kinh nghiệm bản thân của cuộc đời thầy trong lúc thầy tu tập, trong lúc chiến đấu một lần cuối cùng để chứng đạt, thì thầy đã sử dụng tất cả những cái phương pháp mà Phật đã dạy là do những cái định niệm hơi thở. Cho nên hôm nay rút tỉa từng kinh nghiệm thì nhắc nhở mấy con, thứ nhất là tin ở Phật, Phật đã làm chủ qua cái bài, qua cái cuốn mà những lời Phật dạy tập 4 mà thầy đã nêu ra trong khi Đức Phật mà dùng cái phương pháp để trị bệnh mình trong lúc bệnh gần như sắp chết, nghĩa là bệnh dữ lắm, lúc mà gần bệnh đau mà gần như sắp chết thì mấy con biết nhiều lắm. Và đồng thời bây giờ chúng ta thấy rằng những cái bệnh mà chúng ta chưa phải chết, nhưng mà chúng ta trong lúc đau chúng ta nói như gần như mình sắp chết. Cho nên khi mà thầy ra thăm bác Hàng thì bác nói thôi chết đừng có, chết thì chết, đừng có để đau quá như thế này. Chứ thật ra nói chứ nó làm sao nó dừng lại được cái nghiệp của mình, mà khi nó sắp chết thì nó phải đau rồi. Nhưng mà cái bệnh của bác đó thì nó chưa phải là đau sắp chết đâu, đau sắp chết nó còn đau hơn nữa. Cho nên trong khi mà thầy nói là khi mà tu sắp sửa chứng một lần chúng ta phải chết đi sống lại, nó đau đến mức độ mà chúng ta coi như là chúng ta không còn thở được nữa, chết, mà chúng ta vẫn giữ được pháp thì trong khi đó chúng ta sẽ sống lại. Còn chúng ta buông pháp là chúng ta chết luôn đó, chứ không có dễ đâu. Cho nên ở đây mấy con nhớ rằng tất cả mọi người ở đây bệnh đau mà mấy con sợ hãi, mấy con uống thuốc này kia là mấy con đã dao động, mấy con mất niềm tin của Phật pháp, mất cái cơ hội mấy con để sẽ chiến thắng được cái bệnh, cái giặc sanh tử của mấy con, mất cái cơ hội. Còn ở đây chúng ta thà một là chết, hai là chứng đạo. Trong khi đau đó là trong khi chúng ta phải vượt qua, mà vượt qua được thì cái thần lực của mấy con rất là lớn, và cái ý chí dũng mãnh của mấy con rất gan dạ. Còn mấy con nhút nhát ở chút là uống thuốc ở thì mấy con yếu lắm, mấy con còn yếu lắm. Cuộc đời chúng ta đã gửi vào con đường tu tập của Phật thì chúng ta coi sinh tử như lông hồng, sự chết của chúng ta như là cát bụi, không còn đối với chúng ta thực ra cái gì nữa, coi như cuộc đời mình chết đi chứ còn có cái gì cả. Đã coi như bây giờ mình đang sống thì sự thật mình đang chết, mà mình còn đang chết từng phút từng giây mà mình còn không biết. Cho nên cái mà tu tập đó mình phải hiểu, mà ở đây mà các con cứ nghĩ rằng thầy đang uống thuốc để trị bệnh này kia thì mấy con đã sai lắm, tự mấy con làm hoài. Ở đây trước kia nó thầy chân thành về đây thầy cũng biết làm thuốc thang mà trị khí công nữa. Còn thầy Từ Quang ở đây đó, thầy trị nhân điện. Ở đây có nhiều người trị bệnh lắm, nhưng mà đến đây thầy dẹp hết, không có được làm cái chuyện đó. Ở đây chỉ biết có Phật pháp mà thôi, chứ còn không có dùng những cái tưởng đó mà trị. Thí dụ khí công cũng là tưởng và nhân điện cũng là tưởng. Có một cái bài vừa rồi cũng người ta gửi ở trên cái hộp thư ở trên cái mạng của thầy, thì cũng nói về nhân điện. Mà vừa rồi thì ở Hà Nội có cái cơ sở để mà tập trung những cái người mà có khả năng đó, nhưng bây giờ nhà nước đã đóng cửa sau một cái thời gian theo dõi cho những cái người mà theo dõi những cái người này để xem thấy như thế nào. Cho nên có lúc báo chí đăng là cái cô đó, cô cũng học về cái nhân điện, cô dùng cái sức nhân điện của mình để mà ban rải cái đồng lúa để làm cho cái hạt lúa nhân điện nó khỏi có xịt thuốc sâu rầy, mà cái hạt lúa nó rất tốt. Đồng thời thì lúc bây giờ người ta cho báo chí, phóng viên rồi hoặc là công an theo dõi cách thức làm, nhưng cuối cùng hiện giờ thì nhà nước đã dẹp rồi, đã cấm cái cơ quan đó, cơ sở đó ở ngoài Hà Nội. Thì trong cái bài đó gửi trên mạng đó, thì cái người mà viết đó thì họ nói rất tiếc là nhà nước này không biết. Nhưng mà sự thật thầy thấy nhà nước này đã biết đó là cái trạng thái của tưởng của con người chứ không có gì. Nhưng mà hiện giờ thì người ta gửi vậy, nhưng mà có ý cái người gửi là họ mục đích họ muốn hỏi thầy đó, trả lời cái bài đó như thế nào. Nhưng mà thầy chưa có cái muốn trả lời, nhưng mà có dịp thầy sẽ trả lời cái điều này. Thì người ta sẽ nói thầy là cộng sản mất, thầy quốc danh thầy không muốn nói, cho nên vậy mà thầy sợ mang tiếng mình không có hay ho gì. Nhưng mà sự thật đó hoàn toàn là những cái điều kiện mà người ta gọi là trị nhân điện đều là hoàn toàn là không có đúng,
người ta dùng tưởng chứ không có gì khác hơn hết. Cho nên mỗi cái học viên mà đến học phải đóng tiền rất nhiều cho cái ông này, cho cái cơ sở đó, chứ không phải họ dạy học không cho chúng ta đâu. Nhưng mà họ nói làm từ thiện từ này kia, chứ thật ra đó là một cách thức để mà làm tiền người ta, chứ không phải không. Thầy vừa có nói ra chứ thầy nói ra nó lộ hết tất cả mọi cái. Còn một cái điều kiện nữa, có một lần đó thì ở ngoài Phú Yên thì có một cô cũng mang cái số tài liệu về cái ở cái giường, cái khu đất ở Long An mà người ta đến đó người ta nằm ngồi đó để trị bệnh. Cái báo chí cũng đăng nhiều vấn đề này lắm. Ý của cô này cũng muốn mang đến để nhờ thầy nói, nhưng mà thầy biết rằng đó là có người ta sử dụng cái tưởng của người ta để làm như vậy, chứ không thì thật ra không có đất nào có thể trị bệnh hết. Bởi vì người ta làm ác thì cái bệnh nó phải tới thôi, chứ còn đâu có phải là do cái bệnh nó từ trên trời rớt xuống anh, hay mà có cái giường đó để cứu khổ họ đâu. Cho nên trong cái vấn đề này là trong cái vấn đề có cái sự lừa đảo gạt gẫm người ta ở trong này bằng cái sức tưởng của mình. Ví dụ bây giờ ở cái khu đất của thầy đây mà thầy sử dụng cái tưởng á, thì cái tưởng của thầy một thời gian sau nó đủ sức, ngày nào thầy cũng đến đó thì dùng cái lực tưởng, thì một thời gian nào đó thì ai bệnh gì đến đây cũng thấy hết. À, bắt đầu bây giờ nó người ta mới đồn mà cái khu ở đất chùa Am này rất là linh thì tiện, ai bệnh gì cũng hết, người bắt đầu người ta đến đây. À, qua cái sự thầy hướng dẫn mà phải cầu khẩn như vậy 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 đó thì cái bệnh nó hết, bắt đầu đưa người ta đi vào một cái thế giới để biến người ta trở thành những tín đồ của một cái tôn giáo đó. Đó là cách thức của các tôn giáo dùng tưởng để mà lừa đảo người ta đi vào cái tôn giáo người ta bằng cách đó. Chứ làm sao cái bệnh đó nó chỉ ảnh hưởng cái tưởng nó hết đó rồi nó còn lại, chứ nó làm sao hết. Chứ đâu phải là trị luôn luôn người ta hết bệnh đâu. Cho nên cái này là vấn đề rất sai trong một cái giai đoạn mà chúng ta chưa có đủ cái thì giờ mà chúng ta dẹp thoát hết ba cái tưởng mà cả cái thế giới chúng ta đang làm là những chuyện kỳ lạ mà có thật. Người ta có cái cuốn sách nó viết là để tên là những chuyện kỳ lạ mà có thật. Những chuyện kỳ lạ có thật thì người ta không giải thích bằng ý thức được, cho nên người ta thấy nó như vậy, hiểu nó như vậy, nhưng mà người ta không có chứng minh được, khoa học, các nhà khoa học cũng không chứng minh được, cho nên nói là chuyện là có thật. Nhưng mà sự thật họ không biết là cái đó ở đâu mà xuất phát ra. Chứ đối với thầy thì không có cái gì mà lạ hết. Đối với thầy không có cái gì mà lạ. Cho nên vì vậy mà trong cái vấn đề mà chúng ta tu nó có cái lợi ích là chúng ta nhìn thấy với cái ý thức của chúng ta không thấy được, thì chúng ta còn có một cái thấy được, thì chúng ta sử dụng thì chúng ta biết được cái đó là nó ở đâu mà nó lưu xuất ra những cái trạng thái mà ý thức này không hiểu, thì chúng ta rất hiểu rõ ràng. Thì mong rằng cái lớp chúng ta tu tập xong ít ra cũng được 5-3 người để hiểu biết như vậy, chứ không phải là một mình thầy đâu, để rồi chúng ta sẽ chứng minh cái điều đó rất rõ ràng cụ thể, không còn cái những cái tà giáo, những cái tưởng giải này mà lường gạt mọi người được nữa. Chúng ta sẽ đập sập xuống hết để đưa con người đi đến một cái sống nền, cái nền đạo đức sống để không làm khổ mình khổ người. Thì cái đó là cái mới là cái lợi ích thiết thực mấy con. Cho nên hôm nay mấy con cố gắng học từng chút mà thầy dạy cho kỹ lưỡng hẳn rồi thì nó mới có lợi ích, chứ nếu mà không á thì mấy con không có chịu tiếp thu. Mà làm sao một cái lớp học mà chúng ta từng mọi người nó có một cái góc độ hay, mà mỗi lần mà kêu người này đọc đến người khác đọc thì chúng ta không có cái thời giờ chỉ mình cái nào mà nó cái mục đích chính của nó thì chúng ta sẽ cho đọc mà thôi. Do đó nó có cái lợi ích lớn hơn là để chúng ta tu học, là chúng ta không có cầu danh mà chúng ta cầu cái lợi ích, cái hiểu biết để mà chúng ta áp dụng vào cái đời sống giải thoát của mình.